Kính thưa chư quý vị, liên tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài Để Chân Đất Bắc. Bài này được Đức Thầy sáng tác tại Hòa Hảo, tháng Giêng, năm Canh Thìn. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Để Chân Đất Bắc, Thầy cho dân còn quê kịch hát hò nghiêu ngao. Xóm làng đồng thanh xôn xao, cùng nhau bàn tán khác nào trong Nam. Chúng dân tự ngộ tùng tam, kẻ ma người mì, kẻ ham người cười. Làng này đông đúc nhiều người, dân tình cũng được khi đôi mươi tu hành. Nhiều người già cả lòng lành, có nhiều kỳ lão biết rành tích xưa. Tới đâu cũng ít người ưa, nằm lắng ca hát sớm trưa dỗ dành. Trưng bài tích cổ đành rành, thiên cơ đạo đức tu hành phần tôi. Dân quê nghe nói hỡi ôi, hung đồ cường nghịch một hồi cười reo. Đâu đây mà có hôm beo, khéo bài bái lắp nghe theo làm gì. Thấy trong lời thơ cũng kỳ, đi đâu cũng bị dân thì ghét dân. Ngày đầu nhiều kẻ còn mơ, trị chơi ít bình ngẩn ngơ xuân diền. Cũng không thèm trong bát tiền, quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Bất kỳ dân ít mép môi, cũng mấy còn cũng kiến chè xôi. Ê hề, thương dân nên chịu nặng nề, lời ăn tiếng nói nhiều bề thấp cao. Tớ thầy nào nể cần lao, thương dân dài dỗ xiết bao nhọc nhằn. Ngộ luân lại nghĩa năm hằng, tam can trung trực người rằng ngô si. Viết ra mới
đặng cho trần thế biết thì thần tiên cũng xưng rằng hiểu khùng điên nhắc ra nhiều khúc sông tiên hồng bàn nam thiền vô ngài đại hoành sơn nhiên khước hành vi kỳ khắp quần tân tạo quyền sanh hồi châu ngọc hữu nhật tiên thần hiệp luyện đơn dân dân bạch bạch thức sinh thần cổ quan thôn hương nhất vị nhân tiên sinh hiền kiếp phò lễ chúa hậu truyền độ chung cảm hoài ân liên hồng cảm kích dị long tuyền đồng thành hạng kỳ tác thiền ngã kiền sam truyền danh lưu hầu thế nam diệt trung thần đệ nhất tiên nhân danh ly biệt ngàn bắc hà cổ suy lương thần vì phong ca thọ tự tâm trung trưng hùng khí quy hồi quốc thủy tiền ngã phương hoa bốn bài thơ đã làm xong văn nho bàn bạc nhiều ông lắc đầu nghĩ ra mới biết kỳ cơ cầu người chỉ thầy phố công hầu cổ nhân nghiệm suy lời lẽ thiệt hơn dần dò bãi tánh thi ơn xóm làng nào ta có nói bướng càng về An Giang tình rõ ràng ai từ đây nam bắc chuyển quay khi đây khi đó ghé xa tài khuyên dân
Tường quân tạo quá cầm cân, ở đây cũng dài hương lân đủ điều. Xác nghèo nhà tờ cái lều, cơ hàng rách rưới nhiều điều nan nguy. Tuy là gia trạch hàng di, nhưng mà hiền đức khác gì người xưa. Nhiều người lối xóm đầy đưa, tâm lòng không mến mà ưa bề ngoài. Nước tràn ruộng lúa lạc loài, bắt đầu lo chuyện miệt mài bắp khoai. Giao truyền lời lẽ thẳng ngay, hướng lần trùm trường đắng cay nhiều bề. Thầy trò ra sức làm hề, ca tuồng lý loạn giữa kề biên cương. Có nhiều chợt khách minh hương, đau lòng nhiều khúc thế lương ý bên tàu. Chú lùng nhật bồn hùng hào, chẳng thương sanh mạng dân tàu dài ngu. Bởi chân hung bào chẳng tu, cho nên gây sự lu bù chiến tranh. Bất kỳ Trung Quốc giáp ranh, sao không xem đó tu hành hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, chẳng nghe lời dài lắm đường trong ga. Hát tuồng Trung Quốc quá dài, ta bèn bỏ bàn hát bài tà tinh. Ca kêu lớn nhỏ đệ huynh, từ đây nhẫn nại chống kinh làm chi. Bút nghiêng lôi lại làm thi, đặng cho sanh chúng bất nghi tinh tàn. Cổ quy tài tần hận do tần, thiền chi tu trì lập dị thân. Tồn tại hư vô tầm bát nhà, tiên kim thần thông chỉ quy cần. Điền tán gia phê tế nhiên hàng, khổ đau ly kỳ
viện can. Nghĩ xuất thần tiên yên truyền đạo bần phố cơ đồ bất tử à sang. Nôn nại kìa ai nhọc mưu cầu thê thảm cho đời nẻo quyền sâu kiên cố của tiền thiên đạo ly cấp hồi ai trước trót cảnh thâu thiền ấy bất tư hoành trừ tay biến hình liên huệ tất ư giai kiềm kỳ tha lam mi hài chi long tri phi ẩn tạo kiên khai. Ngạo cảnh vô dân truyền bất hà quá khứ trú đình dịnh nà ngân ca thanh tích cổ nhân tân cử khi nghiêng tổng bí khuyết bích nê lư xa thăm canh bất ngây mến công hầu trông cho lê thứ gặp chầu vinh quê ở đâu dân cũng còn mê tham câu danh lời khó kề thần tiên tớ lương một mối sầu riêng lòng thiền đại anh vị thiên cô phần ngạnh ngao tay chi thi ân biện minh chỉ hứng đền lân giữa kề quy hoàng hương nên từ thiên chi hỏi truyền linh thuyết vinh kỳ lôi chất khai âm vô sắc thi ngài hồi bi hiền án tiền phi rừng thông bên cạnh gần kề bốn phi lệ thứ nhiều bề gian nan bất kỳ còn hỡi hòa khoan chúng dân đi cây xeo gian ruộng đồng
thấy đời cũng luôn đồng lòng. Xứ quê nghèo cất mũi mồng thiếu chi, giáo miền thành thế một khi chẳng chế thấy sự sầu bi trong lòng. Ca sang thảm cảnh nào nồng, cả kêu dân chúng lạc hồng hỡi ơi. Giống xưa tiếng cảnh tuyệt vời, ngày nay đã lạc đạo đời vô ký nhớ. Người hiền nghe thấu ngẩn ngơ, đớn đau sập mi đến bơ vơ một mình. Muốn xem được hỏi long đình, thì dân hãy ráng sửa mình cho trơn. Ở ăn cho vẹn mười ơn, cảnh tình hiền đức gặp cơn khải hoàng. Gắn công khỏi bụi nghèo nàn, xúm dày một cuộc hấn đàn toại thai. Người nào vén được thảo ngay, vừa kề cửa thánh đài mây an vàng. Khuyên rằng cuối sớm cùng làng, giàu sang năm giữ của ngàn làm chi. Việc ký đời nhiều nỗi sầu bi, hạ quân đã hết loạn ly cơ đồ. Bây giờ còn hỡi mơ hồ, chẳng nghe dài chỉ cơ đồ về sao. Thử xem cho biết vàng thao, tình yêu sanh chúng chẳng nao tất cứ lòng. Tu hiền như thế phụng rồng, mắt nhìn tiếng cảnh mây hồng toại thai. Bây giờ ráng chịu đắng cay, ngày sau mới biết mặt tư mày khùng điên. Đạo đời nào có tư riêng, mình dưỡng sửa trì mới yên ngôi trời. Xa xăm các chỗ các nơi, đâu đâu cũng ráng nghe lời tiên tri. Kẻ hung ngạo nghệ khinh khi, nửa sao đến việc sầu bi nhiều bề. Tớ thầy non núi giữa kề, cùng tìm am cốc liệu bề giải khuyên.
biết lòng rửa sạch tiền khiên, ra quái ra lực hùng yên mới làm. Bây giờ con liễu Tây Tà, cho nên đạo đức khó mà càng phân. Nam thiền báu ngọc châu trân, Phật tiên phân định tâm thân mới nhàn. Duyên sự đê mê cảnh hướng đang, lẫn dò cho thấu nẻo tiên ban. Xuệ sang mây thiền nhìn sương gió, lòng cuối chờ trong lúc khải quang. Mê mang danh lời cõi hồng trần, có một hồi nay lập lấy thân. Nếu để trễ chày e chẳng kịp mà, khuyên ai khuya sớm gần chuyên cân. Quyền di cơ đạo kiến linh kỳ, từ tháng dương trần tốc kham bi. Vô vị phi liên tâm phế kỳ, điểm hồng đế địa từ thiên chi. Chừng nào thấy được phụng hoàng rồng châu chớp nhan hấn đàn hiện vinh, sớm chiều rèn đúc kinh tinh, ngày sau mới thấy phép linh của trời. Ai ai cũng ở trong đời, chúng nào không đạo là đời vô liêm. Xét suy cho càng cổ kim, hết tâm bền chỉ rạch tim xem nhìn. Ta ở đây ghét mặt tình, dương gian cứ mãi chống kình làm chi. Chừng nào thương cổ hồi quy thế
chừng mới hết khinh khi với Phật trời. Tu hành đạo đức nghe rao mời như người ngu dại với đời loạn ly. Ở sao cho biết tôn ti, dễ người Phật thanh sầu bi mạng đời. Khùng điên ẩn nhân tùy thời, có cơn giả dạng dắt đời hạ môn. Mặc tình ai nói thiệt hơn, thấp cao tài tiếng làm ơn cho đời. Luân phiên thầy tớ tách vời, chẳng nại lao ly miệng đời bình an. Tiếng đờn hò liễu công sang, đêm khuya khuyên nhủ khắp tràng chung sanh. Buổi nay nhằm lúc vắng thanh, lời ta khuyên đó như cành ghẹo chim. Trao dồi đúng bực thanh liêm, nửa sao mới biết thành kim đền đài. Viết đời nhiều lúc khôi hài, quyết lòng cho thấy một bài học hay. Chuyên miền Nam địa lung lai, Nam Trung cùng Bắc một tay giáo đời. Thiếu ai mà bị réo mời, đầu trên xóm dưới thỉnh mời liên thinh. Trớ trêu phải mượn kệ kinh, mặc tình dân sự biện minh lẽ nào. Thâm trầm đạo đức quá thanh thao, rừng rú kệ kinh các khuyên rào. Rước đưa sanh chúng rời bể ai, thử thét cho cùng càng thấp cao. Liên lụy trần mê bể ai hà, bồng xuất thoảng tình mượn ngã thi ca. Thể thông thần tiên kiên bế chi, tương đồng sanh chung gọi ma. Si lung a giá tòa phú hào,
quyền quý kỳ cao. Thổ tử hồ bi ghi chi hưng, đại đồng đạo cả khắp trùm bao. Toàn lý bể khổ khổ tới à, dân sự an nhàn sương dữ an. Ta mạng lòng lo gìn sanh chung, gọi nhuận ân đức vịnh phong ca. Ma ha thoảng nhỏ đã dọn rồi, chèo lai trương bườm chớ thả bên giác bờ mê mê phải tranh. Ly biệt hồng trần hỡi ai ôi, liên qua chính phẩm ở ngọc tòa, được linh thiên hoàng nay sai ta. Hạ giai dạy khuyên truyền đạo lê, giả dạng điên khùng mượn ngã thi ca. Ham vui đào mần chẳng xong rồi, trung hiếu giữ gìn phần con tôi. Thấy sự bao la ta chẳng quản, tiếng cành non bồng săn dị ngôi. Nước non náo nước giống nòi hồng, gắn chi kim tìm chủ nhân ông. Tuổi trẻ đầu xanh khoanh tay xê, liều lường thăm tình tờ biển nghe sông. Thay cảnh đổi lòng nỗi biệt ly, muốn gặp bạn son với linh kỳ. Nói sức bình xanh quanh nước lừa, có một ngày chờ hỏi hồn thơ tiên thanh sanh đạo màu. Chẳng thấy việc đời mạng góp thâu, tôm tắt
ít lời âu diệt chung thế sự mê hồn lụy sông mau. Cha nọ bồng con giờ khóc à, tan nát xóm giềng khổ dữ à. Nhà không kẻ ở, ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mất phàm gặp rồng mây, hãy ráng nghe lời ta mặt trước, không dình đạo đức phải phơi thay. Thương dân xuống bút tay đề dần dò ba tâm chớ hề lật phai. Cuộc thế giới chuyển lại như trong khuyên dân tình hãy lòng mà nghe. Lam kiều hữu lộ vắng quê, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Tham cho trẻ hài nhi liệu điệu giờ xa chồng bận biểu thế lương. Phong trần dày vàng gió sương, chữ bàn hàm báu hùng cường đua tranh. Còn một cuộc chiếu manh dành sẽ khắp hoàn cầu, ó sẽ một nơi dòm xem châu ngọc chiều mới. Sao đời không sớm tách rời cõi mê, để đến việc thảm thay thế thảm mắt phàm trần tưởng làm bi ai. Cũng đồng cốt nhục hoài thai, nên ta ráng sức miệt mài giải quyết. Thơ giới phụ thần tiên giáng bút, bởi cơ trời đã thúc bên lưng. Không tu chừng khổ cùng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tỏi thái. Hoàng hôn tai sắc chuyển luân tài,
nhất già yêu đời chỉ qua dài. Tòa thuyết quyền di sanh chúng rò nắng kỳ liên huệ tất biển ngã lai. Tư lương đeo đuổi giấc mộng sầu bơ hời dương trần khá liều âu. Nước lửa đến chân ôi khó nhài, có gió phong riết lót ngoài sâu. Quyền cơ đạo hành hải sáng tâm, đợi cùng tiên Phật dùng nhân tâm. Ngàn năm thích đạo đành chốn lấp, thương tường ba già nỗi lạc ngã lầm. Cành thảm khổ chiều mai sẽ đến sao, vẫn còn triệu mến chân mê. Mắt nhìn ngoại quốc thảm thế, nam ban cảnh khổ cùng kề bên tai. Cuộc biến động nay mai nguy ngập, một hồi này ráng lập thân danh. Kìa kìa các bậc công khanh, miếu son tạc để đành rành chẳng sai. Đất với nước hầu lai vinh diệu, đạo lo tròn yêu điều tâm thân. Một câu quân lý tư ân, ta đừng phai lợt phong thần bản ghi. Nam mô A Di Đà Phật.